Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng chư thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 26 tháng 7, 8 giờ sáng mình thiền nhận được hơn 3 tấn rau củ quả của quý bà con cô bác, quý ân nhân đã gửi Phật tử Liên An và một số do Phật tử Liên An mua với giá rẻ do bà con vừa bán vừa hỗ trợ vận chuyển từ ở ngoài Phú Yên vào chùa Đức Hòa, Bình Dương. Thì Minh Thiền đã nhờ quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử ở thường trực tại chùa của mình phân phát ra thì được hơn 800 phần quà. Minh Thiền đã nhờ Phật tử ở tại chùa vận chuyển đi một xe tải 300 phần để đến địa điểm ở trên địa bàn của phường Bình Thắng, của Bình An và Dĩ An để tặng cho quý bà con ở những dãy nhà trọ, những khu bị cách ly. Và mình thì cũng nhờ quý Phật tử ở tại chùa vận chuyển bằng xe máy hơn 220 phần đến những khu nhà trọ bị cách ly để tặng cho quý bà con. Và Minh Thiền đã phát tặng cho quý bà con ở những nhà trọ ở xung quanh khu vực chùa của mình cũng hơn 300 phần. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã gửi tặng cho quý bà con 800 phần quà. Chưa bao giờ thực phẩm nó lại khan hiếm đến như vậy. Chưa bao giờ thực phẩm nó lại quý giá đối với chúng ta như vậy. Và Minh Thiền nói trong thời điểm này, người không tiền thì không có thức ăn, có những người có tiền cũng không có thức ăn, vì rất khó có thể mua được những thực phẩm để dùng. Vì vậy chúng ta mới thấy đôi khi tiền không ăn được, không giúp cho chúng ta no lòng. Chúng ta chỉ cầu nguyện cho quý bà con ở những khu cách ly và ở trên mọi miền đất nước, ở những vùng có dịch bệnh, những vùng khó khăn, cầu nguyện cho mỗi ngày quý bà con được bữa cơm no lòng, được cái áo ấm thân. Đó là điều mong muốn, đó là điều Minh Thiền hằng cầu nguyện trong thời điểm này. Thưa với quý Phật tử, tính đến ngày hôm nay, hơn một tháng dịch bệnh xảy ra, Minh Thiền đã phải ngậm ngùi tiễn biệt 12 người Phật tử, là những ông bà, những anh chị đã từng gắn bó với Minh Thiền, có những người tiếp xúc rất nhiều lần, có những người ít tiếp xúc nhưng cũng dành sự quý mến, sự cảm mến cho Minh Thiền. Trong mùa dịch này, quý ông bà, quý anh chị đã từ giã cuộc đời, từ giã gia đình để đi về bên kia với thế giới. Minh Thiền cảm thấy rất là buồn mỗi khi được gia đình Phật tử báo tin. Mình không đi được, mình không đến để thắp cây hương, không đến để tụng được một thời kinh để tiễn biệt những người thân, những người đã gần gũi, những người đã từng tiếp xúc và những người là ân nhân đã từng giúp đỡ Minh Thiền rất nhiều. Nhưng chỉ có gửi lời chia buồn với gia đình và chỉ biết lên lễ Phật và cầu nguyện cho quý ân nhân, những người đã ra đi về bên kia thế giới. Thời điểm này chúng ta thấy sự sống và cái chết nó mong manh vô cùng. Ở trong kinh có kể lại một câu chuyện ngắn nói lên cái giai thoại của một vị vua đến thưa với Đức Phật. Vị vua đó buồn khổ đến quỳ bên cạnh Đức Phật, ông khóc tức tưởi và nói rằng: Kính lạy Thế Tôn,
Con rất là thương tổ mẫu của con. Con rất yêu quý tổ mẫu của con. Tổ mẫu của con đã từ biệt con để ra đi. Con rất đau lòng. Thưa Đức Thế Tôn, nếu có thể dùng của cải là voi, là ngựa, là châu báu, là cung điện và cả giang sơn này để đánh đổi sự sống cho tổ mẫu của con, nếu làm được, con cũng sẵn sàng chấp nhận để đánh đổi, để cho tổ mẫu của con sống lại. Lúc đó Đức Phật mới an ủi vị vua kia: Này đại vương chớ có buồn đau. Không ai sanh ra mà không chết, không ai tránh khỏi cái chết. Mọi người đều kết thúc mọi thứ bằng sự chết. Cũng ví như những chiếc bình khi có mặt thì cái tính bể đã ở bên cạnh chiếc bình. Những chiếc bình đó theo thời gian rồi sẽ bể, nhất định sẽ bể. Không có cái bình nào có thể tồn tại mãi mãi. Đại vương chớ có đau lòng, vì sự sống của tổ mẫu đại vương đã có mặt và phải chịu chung số phận, phải trải qua sự chết cũng như bao sự sống có mặt. Từ ở chỗ này chúng ta nói với nhau rằng quả thật sanh ra giữa cuộc đời, ai một lần sanh cũng phải một lần tử, ai một lần đến trần gian này rồi cũng một lần từ tạ trần gian này để ra đi. Không ai ở mãi nơi này được. Chính vì vậy chúng ta thường nhắn nhủ nhau trần gian là quán trọ, mà đã là quán trọ rồi thì chúng ta không thể ở mãi được. Có thời gian, theo hạn kỳ, tùy theo nghiệp lực của mỗi con người, phúc phần của mỗi con người mà chúng ta trọ ở trần gian này dài và ngắn khác nhau thôi. Nhưng dù 20 năm, 70 năm hay 100 năm, rồi chúng ta cũng phải từ tạ cái trần gian này để ra đi. Nhưng có những lúc chúng ta từ tạ cái trần gian này để ra đi đó, chúng ta cảm thấy là chúng ta đã làm tốt, chúng ta đã sống tốt, chúng ta cảm thấy hài lòng với sự sống này. Và đôi khi chúng ta chấp nhận sự chết bằng một cái tâm thế đã có chuẩn bị. Nhưng trong thời điểm hiện tại, hầu như tất cả chúng ta đều lo lắng, và cái chết đến với chúng ta cũng trong sự lo lắng. Đức Phật đã từng dạy rằng đừng có hấp hối trong sự tiếc nuối ham muốn, đừng có hấp hối trong cái tâm đang nóng giận, đừng có khi hấp hối mà ôm lòng tham đắm, đừng có khi hấp hối mà ôm lòng còn tiếc rẻ ái liếng về ngũ dục. Như vậy, nếu như chúng ta trước khi sự chết đến mà chúng ta còn ôm ấp, còn lo lắng, còn sợ hãi, thì chúng ta sẽ chết trong lo lắng, trong sợ hãi, trong sự ôm ấp về dục. Và nếu như hấp hối và khi chết, chúng ta chết trong cái tâm thế như vậy, thì chúng ta sẽ tái sanh về cảnh giới của đau khổ. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta hãy chuẩn bị đón nhận cái chết nhưng là một cái chuyện tất nhiên, và dĩ nhiên nó sẽ xảy ra, là điều không thể tránh khỏi, nên chúng ta hãy bình tâm mà đón nhận nó. Điều này nói thì rất dễ, nhưng thực hiện nó thì thật là khó. Để có được một cái chết yên bình thì nó cần phải trải qua cả một quá trình chúng ta thực tập chánh niệm và thực tập xả ly đối với cuộc đời này. Tại sao chúng ta chết không được yên bình? Có những người chết còn ôm lòng oán giận ai đó, có những người chết còn ôm lòng thương yêu ai đó, có những người chết còn ôm lòng tiếc rẻ của cải vật chất, có những người chết còn tiếc rẻ cái địa vị, tiếc rẻ người thân, người thương, người yêu của mình. Cho nên chúng ta chết trong lo lắng, chết trong bất an, chết trong đau khổ, và khi tái sanh thì tái sanh vào cảnh giới của đau khổ. Vì vậy điều hôm nay Minh Thiền nói để cho tất cả chúng ta ý thức được rằng chúng ta
hay là người thân của chúng ta có mặt ở trần gian này nhất định sẽ ra đi. Vì vậy, chúng ta hãy chuẩn bị đón nhận tất cả những điều nó không may mắn có thể xảy ra đối với chúng ta và với người thân của chúng ta bằng một cái tâm thế thật là tốt. Chúng ta hãy đón nhận mà không chối bỏ, không đau khổ, không chạy trốn. Vì sao Minh Thiền nói điều này? Vì Minh Thiền biết có những người, anh em, có những người bạn bè, có những cô dì chú bác, các vị đã ngậm ngùi, các vị đã đau khổ để tiễn người thân của mình ra đi ngay trong mùa đại dịch này. Những ngày bình thường, người thân chúng ta mất, chúng ta còn có thể tập trung con cháu, tập trung bà con cô bác lại để thắp nén hương, để dâng lời cầu nguyện, để tiễn biệt người thân. Một cái đám được tổ chức để bao nhiêu người đến thắp hương tiễn biệt người đó lần sau cùng. Nhưng trong thời điểm hiện tại, một người đã đi thì chúng ta âm thầm, nếu mà may mắn lắm thì có được vài người thân trong gia đình ở bên cạnh để tiễn biệt thôi. Còn hầu như tất cả những cô dì chú bác, những huynh đệ tỷ muội, những anh chị em rất thương, muốn đến thắp hương cầu nguyện cho chúng ta cũng không được. Bởi vì sao? Vì trong mùa đại dịch này. Nhưng thôi, nói như vậy để chúng ta cố gắng nhiều hơn nữa để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình. Và chúng ta cũng thường xuyên nhắc nhở những người thân trong gia đình mình, những người bằng hữu cùng sống chung với mình hoặc là sống ở phương xa, hãy cố gắng bảo vệ sức khỏe của chính bản thân. Để làm gì? Để chúng ta bình yên, chúng ta đi qua dịch bệnh. Để rồi sau này, dịch bệnh đi qua rồi, chúng ta tự tin, chúng ta phấn đấu, chúng ta sẽ có cuộc sống tươi sáng trở lại. Quay trở ngược lại với vấn đề, Minh Thiền nói về sự chết là muốn cho những ai đã đang mất đi người thân, tức là các vị đang gánh chịu một sự mất mát rất là lớn đó, thì mong các vị hãy vươn lên để chiến thắng nỗi đau này. Các vị chiến thắng được sự mất mát, tổn thất lớn lao này, để chúng ta còn phải tự tin tiếp tục để mà sống cho những ngày tháng còn lại. Chúng ta sẽ thay phần của người nằm xuống để làm tốt những hoài bão, những ước mơ mà họ đang mong muốn, họ chưa đạt được, họ chưa làm được, thì chúng ta thay họ thực hiện. Như vậy thì bản thân của chúng ta bây giờ, ta không phải chỉ sống cho riêng ta, mà ta còn phải sống cho những người đã nằm xuống. Bạn đã từng sống tốt, bạn đã từng sống có ý nghĩa, vậy thì bây giờ bạn hãy nhân đôi nó lên, phải sống tốt hơn nữa, phải sống có ý nghĩa hơn nữa, vì ta sống cho người nằm xuống. Xin cầu mong cho những người đã nằm xuống được bình yên, được thảnh thơi ở bên kia thế giới. Và xin cầu mong cho tất cả những người hiện còn được nhiều sức khỏe, gặp mọi phúc lành, để chúng ta chiến thắng tất cả những cái đau khổ hiện tại do dịch bệnh gây ra. Xin chúc đại chúng một buổi tối an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, mô Phật. Bây giờ đã xong một số phần, cho nên là quý thầy phải chuyển vô đây, vì lúc nãy trời rất là âm u, để ở ngoài sợ mưa xuống nó hư, nên chuyển vô nhà, rồi đang đợi anh chị Phật tử xuống để lấy đem đi, để phát cho bà con. Đây, một phần quà của chúng ta như thế này đây ạ, gồm có một túi như thế này cũng được khoảng 4-5 kg ạ. 4-5 kg một phần. Thầy ơi, để trên bàn đó thầy. Chùa mình chú tiểu bữa nay quên đeo khẩu trang, lòi cái mặt ra mập thịt không. Quý cô Phật tử hỏi là chú tiểu ở chùa ăn chay mà sao mập dữ kìa, ngủ dữ lắm phải không? Nói vậy chứ chú tiểu ở chùa mình thì cũng như quý thầy vậy đó, sự sinh hoạt thì 4:15 đã phải thức rồi, 4:15 sáng là phải thức rồi. Hai thầy trò chở ít thôi con, chở ít thôi, rồi rồi chứ để nó bể bọc cực lắm.
hồi nãy là trời rồi mưa cho nên với thầy phải lật đật chuyển vô trong này, sợ mưa xuống rồi nó hư đồ của bà con. Cột cái túi kia lại con, tiểu cái túi đó nó cột lại từ từ nè, hơi lên chậm chậm, đừng có đẩy cái ào lên là nó rớt hết đó, cứ lên nhẹ nhàng thôi. Để xuống đây đi, để cái này chắc mình soạn ra cũng được 300 phần á. Chuyển cái phía bên cây nhãn luôn đi, chứ để mưa xuống là làm không kịp. Mày to quá, mày đen thui à. Định để ở ngoài đây luôn, rồi chiều nay anh chị Phật tử xong việc xuống đưa đi. Nhưng mà thấy bây giờ thấy trời chuyển mưa, thấy bất ổn quá. Có nhiều à Phật tử nhắn tin là thấy thầy làm được nhiều việc con mừng, nhưng mà thực ra Minh Thiền rất là hổ thẹn, Minh Thiền có làm được gì đâu. Cái này là công của quý Phật tử, quý ân nhân, quý mạnh thường quân từ ở các nơi gửi về, rồi ở chùa quý thầy, quý cô, quý Phật tử phụ được chút công sức như vậy đó, chứ cũng không làm được gì nhiều. Thì góp được cái chút gì đó, Minh Thiền với quý thầy quý cô sẽ cố gắng làm. Chứ còn bản thân Minh Thiền anh thấy rất hổ thẹn, vì ở tâm dịch mình không có dám đi đâu, không làm được việc gì cho bà con hết. Anh thấy hổ thẹn dễ sợ luôn. Có nhiều Phật tử, nhiều ân nhân từ ở các tỉnh xa xôi thấy làm được, mình thấy mừng, thấy hoan hỷ dữ lắm. Không có cao quá đâu thầy Đạo với thầy Thuận, cao quá đi rớt bể bọc á. Đây là thầy Minh Đạo, thầy Minh Thuận, đây là những cụ chúng, cụ trào của chùa mình. Thầy Tự Đạo, đây là chú Tiểu. Cụ chúng có nghĩa là những vị lớn tuổi hạ, những vị đã tu nhiều năm đấy ạ. Bà cụ ơi, bà cụ cắt bọc ni lông giùm con, rồi bà cụ soạn đu đủ ra. Nhưng mà những trái đu đủ bà cụ coi chất ở cái chỗ nào, đừng có cho nó cấn nó dập. Có thể là lấy những cái bao đó bà cụ lót ở dưới soạn ra để mình coi trái nào nó dập thì mình bỏ. Dạ. Rồi cái nào nó còn được mình đem tặng cho bà con. Cụ Đức, cụ Đức phụ với bà cụ đi, cắt một ni lông mà lấy mấy trái đu đủ soạn ra giùm con. Trái nào mà còn để dài dài ra, trái nào mình dùng được cái chút mình bỏ vô bọc, trái nào nó hư thì mình coi mình làm cho nó đẹp trai lại, còn nếu mà nó hư quá thì bỏ luôn. Đây mình soạn rồi, trưa giờ chắc cũng được khoảng vài trăm phần, giờ mình chuyển vô trong. Rồi chiều mình đưa đi. Phần cũ hết rồi hả thầy An? Còn cái gì đó? Rồi rồi, rồi giờ tới phần rau với cải rồi đi ha. Rồi rồi, mua phần. Hôm trước là một xe của Phật tử Lụa. Phật tử Lụa thì ai ở gần chùa mình đây. Xe hôm nay là của Phật tử ở ngoài Phú Yên, của Phật tử Liên An. Còn Phật tử Lụa là hôm bữa là ở dưới Đồng Tháp. Còn những lần trước nữa là của Sư Ba La Mật, của Ung Chính với của Phật tử Tiết Nhung. Quý thầy không cho Minh Thiền làm,
mấy thầy nói thôi đứng quay đi, làm cái việc nặng nhọc hơn quý thầy, cho nên phải nghe lời quý thầy là đứng quay. Đúng rồi. Hiện tại thì chúng ta xuống được nửa xe. Mì với gạo chất riêng ra một bên. Thầy xin cảm ơn Tiết Trần. Thầy cũng chúc Tiết Trần với gia đình thật nhiều sức khỏe. Không không, mì để đây cho thầy. Để đây. Để nó đi, cứ để trên xe đó cho thầy đi. Thầy Thanh ơi, sửa cái bao này lại hoặc bỏ bên này, để cái đường đó cho huynh đệ đi. Mấy cái đó, mấy cái bao nào để theo bao nấy hết đi.
Dạ, xin chào ông Tấn Tài. Tấn Tài, chắc bữa nay vẫn còn đóng cửa, chưa mở cửa lại đúng không? Nhân viên nghỉ hết đúng không? Châu cũng giữ gìn sức khỏe nha con. Xin chúc đại chúng một buổi sáng tốt lành. Dạ mô Phật, thưa quý Phật tử, bây giờ là 14 giờ ngày 26 tháng 7. Giờ hiện tại chư Tôn Đức Ni cùng với quý Phật tử đang làm sạch những cái rau củ quả mà của Phật tử Diệu Liên An đã mua và đã nhận được từ tấm lòng của bà con ở Phú Yên đem về chùa của mình để tập kết ở đây. Chúng ta làm sạch những cái cần làm, rồi chúng ta phân thành từng phần nhỏ để gửi đi chia sẻ với bà con ở trong khu vực của Dĩ An mình. Ở đây là quý cô đang làm bắp cải đây. Bắp cải xong thì mình sắc ra, mình sắc ra làm đôi để mình cho một phần như vậy là bắp cải, cà tím, dưa leo, khoai lang, cải xanh, rau mồng tơi, củ su với khoai lang và đu đủ nữa. Đây là những cái bắp cải gửi vô thì đi trên xe lâu ngày nó cũng dập, nó cũng hư. Cho nên rồi quý sư cô, quý Phật tử làm để cho nó sạch lại để tặng cho bà con. Rồi mình sẽ làm đúng rồi, rau một bịch cũ một bịch nha. Rau một bịch cũ một bịch. Đây, có những cái nó dơ quá thì phải làm. Đây. Đây là quý thầy đang vận chuyển cái này, Phật tử gửi cái này vào để một vài ngày nữa Phật tử đem đi cúng dường cho các chùa. Cho nên là mình để lại để Phật tử liên an ít ngày nữa đem đi cúng dường chùa. Còn tất cả những rau củ quả thì mình đem đi. Cái bắp cải nào nhỏ thì khỏi cắt, nhỏ thì để luôn. Bỏ cho đủ nha. Dưa leo, khoai lang nữa.
khoai lang nữa. Rất là thương chiều hôm kia khi mà có Phật tử đang nói cái quên tên Phật tử mất. Phật tử ở gần chùa mình đây đưa rau củ quả ở dưới đồng tháp lên để cho chùa mình phân thành từng phần nhỏ mình tặng đó. Thì mình đưa một số đi những cái phòng trọ bị cách ly thì còn lại một số đó mình đem ra trước cổng chùa để mình phát cho bà con. Nhưng mà bữa nay thì Minh Thiền không dám nữa vì bà con thiếu và cần rất nhiều. Chính vì thế mà khi mình để ra đó, cái bà con tập trung rất là nhanh. Có những bà con đến lấy xong về thông báo. Cái lúc đầu thì chỉ có vài bà con, nhưng lúc sau thì tập trung quá nhiều. Minh Thiền cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì mình làm như vậy thì không khéo mình làm lại lây dịch nữa trong cộng đồng. Nên Minh Thiền không dám phát ở chùa nữa. Nhưng mà lòng thì rất muốn, bởi vì mình nghĩ trong cái đợt này bây giờ có tiền cũng chắc gì đã mua được rau củ quả để mà về mà ăn. Ở gần đây có gia đình của anh chị Phật tử mà là người chuyên phát tâm để sửa xe cho chùa. Chùa mình có mấy chiếc xe cũng cũ cũ đó, nhưng những chiếc xe như thế này nè, để mình đi những việc của chùa rồi nó cũng hay hư vặt. Thì anh là người đi dạy ở trường nghề á, nhưng mà mỗi lần mà anh rảnh xe hư thì anh phát tâm anh sửa. Hai vợ chồng thiếu rau củ quả để ăn mà đi mua không có luôn. Vì vậy rồi thấy ngại lắm, ngại là ngại xin, nhưng mà thấy chùa mình có, thế rồi chị mới nhắn tin: thầy ơi, con ngại quá, thầy có thể cho con xin bó rau muống vì con đi mua không có và bây giờ ra đường cũng khó khăn. Chính ở chỗ đó cho nên Minh Thiền mới thấy rằng bà con không tiền là rất khổ rồi, mà có những vị có tiền cũng không chắc gì đi mua được đồ ăn như mình mong muốn. Chưa bao giờ mà trái dưa leo nó trở nên đắt giá, chưa bao giờ mà bó rau muống nó trở nên quý hiếm như thời điểm bây giờ. Vì vậy cái ăn bây giờ bà con không có dám nghĩ là mình ăn tuần này để mình trữ được tuần sau, hay là tôi mua cái này để ăn một tháng, mà bây giờ chỉ mong ngày nào lót dạ được, có đủ đồ ăn lót dạ thì mừng ngày đó, chứ chưa dám nghĩ tới ngày mai. Đôi khi không thèm nghĩ đến ngày mai, vì nghĩ đến ngày mai chẳng biết là ngày mai mình có gì để ăn. Đúng là đến một lúc chúng ta thấy rằng tiền không ăn được, tiền không ăn được. Và có tiền đó nhưng chưa chắc đã đi mua được thức ăn đó. Chưa chắc đi mua được thức ăn. Cho nên cái đại dịch nó đem lại thảm họa tàn khốc cho chúng ta. Chúng ta mất mát về người thân, chúng ta mất mát về sức khỏe, chúng ta mất mát công việc, chúng ta mất mát kinh tế, và chúng ta mất mát về miếng ăn. Mà những cái rất bình thường chúng ta nghĩ là không bao giờ xảy đến với cuộc đời, với gia đình chúng ta, nhưng bây giờ nó đến. Cho nên cái ăn bây giờ nó quý lắm. Có những Phật tử chạy đến cổng chùa: thầy ơi, thầy ơi, thầy làm ơn cho con xin ít rau, thầy làm ơn cho con xin mấy ký gạo, thầy có mì gói, thầy cho con xin vài gói. Thấy rất là tội, thấy rất là tội, thấy rất là thương. Chỉ cầu mong cho dịch bệnh chóng đi qua để cho đời sống của dân mình được bình thường trở lại, để sự sinh hoạt của chúng ta bình thường trở lại, để cho cảnh nghèo thiếu này, cảnh khó khăn này, cảnh thiếu thốn này nó không còn tồn tại,
và đừng bao giờ tái diễn lại với người dân của chúng ta. Và cũng như cầu nguyện cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới, dù là những nước phát triển hay là những nước kinh tế không phát triển, thì đừng có quốc gia nào mà chịu rơi vào trong cái hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh như thế này. Mỗi ngày đi qua chúng ta thấy trên báo đài, truyền thông của nhà nước thông báo về những ca dịch bệnh. Chúng ta chỉ mong nó là, chỉ mong nó giảm, chỉ mong là ngày nào đó thông tin của nhà nước, thông tin của trang báo đài thông báo là ngày hôm nay toàn quốc chúng ta không có ca nhiễm mới. Nếu như có một ngày đó thì dân ta sẽ vỡ ò ra với những giọt nước mắt, những giọt nước mắt của vui mừng vì chúng ta chống dịch thành công. Nhưng trong những ngày qua chúng ta thấy mỗi ngày chúng ta đều nghe báo đài chính thống của quốc gia thông báo ngày nào cũng mấy ngàn ca, mấy ngàn ca. Chúng ta cảm thấy lo lắng cho bản thân mình, chúng ta cảm thấy lo lắng cho những người thân sống chung với mình, và chúng ta cảm thấy lo lắng và thương cho dân tộc mình, cho đất nước mình. Nhưng chúng ta phải có niềm tin, phải có niềm tin rằng đất nước chúng ta sẽ có những chính sách chống dịch thật tốt, và đất nước chúng ta, dân tộc ta sẽ thoát qua cái cảnh này thật là nhanh thôi. Cho nên nhân đây Minh Thiền cũng gửi đến quý ông bà cô bác, quý ông bà cô bác mà không ở vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh, của Bình Dương, quý ông bà cô bác ở những tỉnh của miền Trung, của miền Bắc, nếu như bây giờ điều kiện đi lại còn được, còn thuận tiện, còn có cơ hội để thương yêu, để chăm sóc gia đình, thì hãy tận dụng thời gian này để quan tâm, để thương yêu, để chăm sóc gia đình nhiều hơn. Và nếu có thể đi lại được thì chúng ta cũng nên tìm mọi cách, mọi biện pháp để gửi gắm niềm thương, gửi gắm cái tình cảm của mình cho những bà con ở vùng dịch bằng cách là chúng ta có thể hỗ trợ về những gì chúng ta có thể. Đây là quý thầy, quý cô, quý Phật tử ở thường trực ở chùa mình luôn, chứ không có ở bên ngoài vào. Ở đây mình phân phát mỗi một phần thì một ít như thế này đấy ạ. Trong này có cà, có dưa, rồi chút mình sẽ bỏ bắp su vô, rồi rau thì mình sẽ để riêng phần rau. Cái này là phần củ, cho nên mỗi một gia đình vậy mình tặng được một phần củ và một phần rau. Thầy An cố gắng, thầy An kiểm tra đừng để sót. Phần củ đừng để sót, phần rau cũng đừng để sót nha. Nhờ có thầy Minh An, thầy Minh An là người điều hành về đạo tràng Phật tử thế cho Minh Thiền, cho nên những việc này Minh Thiền nhờ thầy Minh An là người giám sát để hướng dẫn cho quý Phật tử làm. Dạ thôi, xin chúc cho tất cả chúng ta được bình yên đi qua dịch bệnh. A Di Đà Phật. Minh Thiền xin phép chào.